Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Trên thị trường hiện nay, các dòng máy ép cảm viên đang được sử dụng rất nhiều nhằm giúp bà con có thể kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm được giá thành, tăng năng suất trong chăn nuôi. Để mang đến những dòng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sản xuất với năng suất cao, công ty Bình Minh đã cho ra đời hai dòng sản phẩm máy ép sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất lớn là máy ép cảm viên S250 và S270. Máy có thể xay ép hỗn hợp ngô, ốc, cua, cá, chuồn quế thành cám viên, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho vật nuôi. Với những dòng máy có công suất lớn, ngoài việc sử dụng cung cấp thức ăn cho vật nuôi trong các hộ gia đình và các trang trại lớn, thì nhiều bà con còn dùng máy ép cám viên công suất lớn để phục vụ cho việc kinh doanh ép cám dịch vụ. Máy ép cám viên S250 và S270 là dòng máy được sử dụng điện 3 pha 380V, động cơ 7,5 kW đến 11 kW. Toàn bộ hệ thống cối được đúc bằng gang và sử dụng hộp cầu số ô tô giúp cho máy hoạt động bền bỉ hơn. Máy có các mặt sàng 3 ly, 4 ly và 5 ly giúp cho bà con có thể dễ dàng lựa chọn một mặt sàng phù hợp nhất với vật nuôi của gia đình nhà mình. Tòa nạp nguyên liệu rộng rãi, có sức chứa tới 10 cân nguyên liệu giúp bà con có thể tận dụng thời gian trong quá trình sản xuất cám. Với nguyên lý hoạt động mặt sàng đứng yên, trục quay quanh mặt sàng giúp quá trình nghiền ép các nguyên liệu được thực hiện một cách tốt nhất. Với tốc độ cho ra cám một cách chóng mặt, máy ép cám viên S250 và S270 cho năng suất từ 350 đến 500 cân một giờ. Hiện nay, đây là dòng máy có năng suất cao trên thị trường. Viên cám khi ép ra chắc, bóng và không bị vỡ vụn. Máy được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi xin khẳng định về chất lượng và sản phẩm, giá thành trên thị trường. Mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc xe khách. Công ty có trụ sở tại 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0946 249955 0911 754422 để được giải đáp. Chúc bà con sức khỏe, kinh doanh hồng phát. Xin cảm ơn.